Xin chào bác Sinh nhá. Vâng, xin chào anh em nhá. Hôm nay bác lại làm vườn nhà à bác? Đúng rồi, anh em lấy cây xanh này ra để làm. Vì cây này là cây nó cũng ung tùm quá rồi. Hôm nay em ra làm tháo hết dây chẽm đi. Cây xanh này nhà bác ở cái chậu của nó. Chậu này, xong cái chõ này, xong cái trên là cái gì bác? Lọ à? Chum. Có phải là bao gần CH không? Chậu, chõ, chum. Cái đặt cây là cây ba chờ à? Ba vần chữ cái là CH. Còn chờ thì nói chờ thì có người biết chờ là cái gì? Chờ, thế thì gọi là chờ nhẹ. Cái cây này dễ nó bao quanh hết cái chùm, cái chõ nhỉ? Nhìn kiểu như là cây đan. Xanh quê nhưng mà dòng xanh tích ra lá nó nhỏ lắm. Lá rất bé luôn. Cái thân của nó lại cũng có ba cái tết vào như chạc đấy bác nhỉ? Ba cây, thế là đều ba ba cây. Ba cây cũng là chữ C đầu tiên đấy. Thì đặt tên đó là cây 23. Cái gì mà cây 23? Đặt tên là cây xanh 23. Cây lá rất bé. Này, lá bé. Cây xanh quê đây nhưng mà lá tuyệt vời đẹp. Đốt nó màu. Cây này nó gắn bao nhiêu kỷ niệm. Thời gian bị gãy chân nằm nhà bắt đầu làm cây này. Thế thì cây này là chỉ cắt lá thôi đúng không? Cắt răm, lọc răm. Cắt răm, lọc răm, nào cắt bứt hết lá đi, lọc răm. Sau đó thì có cái dây nào thì tháo hết. Hơn năm trời rồi, nó liền hoàn, nó chín rồi. Đây, lá bé. Đây, dưới gần những chỗ này, lá rất bé này. Ngày chạy nhanh. Cái cây gạo nhà bác này sau khi nó rụng hết mùa hoa vừa rồi, bây giờ nó lên sành nhỉ? Nhìn rất là tươi tốt.
sống cực cực khỏe và cực kỳ dễ chăm, chỉ có tưới đủ nước này, không phải gì cả. Tưới cây gạo là dễ chăm nhất, tưới đủ nước là giữ độ ẩm đều, không khô hạn kết cây là được, không bị chăm bón các tỉa gì nữa. Ở phía dưới cái gốc cây mộc này bác có cái cây gì mà nó có cái thân hay nhỉ? Nó chúc xuống này, xong bắt đầu ngọn nó lại vươn lên. Cái cóc. Cái cóc à? Cây này nó thân nó già này, nó có bao giờ có quả chưa bác? Sắp có quả rồi, nhét bông cái rồi là có quả. Bây giờ cuối năm là có quả. Thế là xong rồi à bác ơi? Thôi cây này hôm định để bấm lá đi, nhưng mà giờ nó mùa hè này thôi không bấm. Không vặt lá nữa. Chặn này thôi. Chặn này để chơi đã. Mà lá nó lúc nhỏ rồi. Để đến tháng 9 tháng 10. Nhìn đẹp nhỉ? 9 tháng 10 thì lúc đấy vặt hết, lúc đấy vặt hết lá này lọc răm. Có tạm thời thế nào? Chỉnh trang cho nó gọn cây này. Cây thì thỉnh thoảng cứ buổi sáng ra ngắm, tay cầm mấy kéo, cái nào mà nó không ưng ý cái thì cắt luôn. Sáng sớm ăn sáng xong đi ra vườn chỉnh trang lại. Có thể nó có những cái mầm mà nó lên không ưng ý thì cắt bỏ. Để anh tạm dừng đi để anh bê cái người quế này cắt. Đấy, cái cây này là chỉ có một người bê nhẹ nhàng. Đấy, tôi đặt ra đây. Đấy, có cái cây này, người quế này. Làm nốt cây người quế này xong rồi mình đi cũng được. Cây này nó cũng rồng quá nhỉ. Cây hoa người quế thì thực ra thì để rồng để chơi hoa thôi. Nhưng sau khi nó hết hoa rồi thì bắt đầu mình chặn. Chặn cho nó ra lục mới lại có hoa. Đây. Mình chặn cho nó định hình sẵn. Cây này có cái nét thân rất đẹp.
thơm đẹp lắm. Cái này như hai gốc nhỉ? Nó một gốc cái gì? Một gốc nhưng mà nó có cái điểm nhấn là nó bắc cầu. Cây bé để bàn trà mini lên nhưng mà nhìn nó cũng rất là vào mắt. Vừa rồi nó ra hoa sai chi chít. Bây giờ cắt bỏ đi xong nó ra lộc mới có hoa. Nhìn cho nó gọn cây. Vì nó là kết hợp chơi hoa nhưng mà nó lại là cây bonsai của địa bàn. Cho nên không thể nó để quá rù rù quá bẩn. Bia có vài đường kéo nó gọn những cái cành rông này, nhìn nó gọn ngay cây. Thế xong xong đến nơi rồi bác nhỉ? Hết những lá vàng. Cái này chơi nó có rất cái rất hay là nó có cái bộ rễ ở bệ bệ ở dưới hay chứ. Đây rồi cái này ngọn là mình chỉ cần phẳng quất cái này thôi. Những cái đằng mà nó rông lên là cắt bỏ hết. Đây, tôi quay vào đây cho anh em xem cái đường đi của thân của rất hay. Một cây mini nguyệt quế bàn trà mà nhìn có cái thân rất là kỳ dị. Đấy. Thế làm nào thì nó lại ra gốc được của nó này? Bên này. À. Gốc của nó đây. Ừ. Toàn bộ đây là gốc rồi. Nó đưa lên đây. Sau nó vòng sang bên này. Đây nó đưa lên đây. Sau nó vòng sang bên này. Đấy, nó đến đây thì nó trước cái này nó đất nó tiếp xúc lên tận đây. Thì nó ra mấy cái rễ chỗ này. Xong còn lại thì thân của nó lại tiếp tục lên đây. Để nó bắt đầu từ đấy bắt đầu chia tay. Thế thì khi nhổ lên khỏi mặt đất thì giữ lại mấy cái rễ này. Nâng nó lên. Đấy, đây. Đấy. Cái chỗ này nó không phải liền vào nhau đâu. Dính thôi chứ không liền. Nó dính gần lâu ngày thì nó dính thôi, còn lúc đầu nó không phải là liền. Đấy. Nó đường đi nó oái oăm thế. Nó kỳ dị thế. Cắt bỏ cái này. Đấy, rồi. Xong, thế thôi. Cây nó sạch sẽ, tưới chăm tưới vào nó có hoa vào lót cái đĩa dưới là đặt để lên bàn uống nước. Bàn trà nó rất là hấp dẫn. Nguyệt quế đi đây.
Mùa hè trong vườn nhà Đỗ Sinh toàn những cái cây xanh mướt nhỉ. Và đây có một cái cây hoa mẫu đơn. Hàng bao nhiêu ngày nay rồi, qua những ngày mưa nó đã rụng đi rất là nhiều, nhưng hôm nay vẫn rất là rực rỡ nhá. Và cây hoa mẫu đơn đẹp này có rất là nhiều ong bướm đến, có những cái hình ảnh cây hoa mẫu đơn vàng đã kết thúc cái cuốn video của nhà Hương Sắc Đỗ Sinh. Xin chào các bạn nhé.